Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một điểm sáng trong bức tranh hỗ trợ điều trị ung thư tại Việt Nam. Nơi đây không chỉ cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn mang đến sự ấm áp, yêu thương cho những bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực chiến đấu với căn bệnh quái ác. Điểm nổi bật của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là chương trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Chương trình được thiết kế khoa học bài bản kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, giúp nâng cao sức khỏe, đề kháng, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian sinh tồn cho bệnh nhân. Với sự tận tâm chu đáo của đội ngũ y sĩ và nhân viên giàu kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ về mặt tinh thần của các chuyên gia tâm lý, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã đạt được kết quả điều trị khả quan, hoàn thành phác đồ hỗ trợ và có thể đoàn tụ với gia đình. Nhờ sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ y sĩ, kết quả hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đạt kết quả rất cao. Nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã có thể hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài thời gian sống. Điển hình là trường hợp của bệnh nhân Phạm Ngọc Sơn ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau khi được hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bệnh nhân Phạm Ngọc Sơn đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao. Sức khỏe của ông Sơn được cải thiện đáng kể, có thể tự đi lại, sinh hoạt và dành nhiều thời gian bên gia đình. Những câu chuyện về sự đoàn tụ của các bệnh nhân ung thư với gia đình tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn mang đến niềm xúc động cho mọi người. Mỗi lần tiễn một bệnh nhân khỏe mạnh trở về nhà, đội ngũ y sĩ và nhân viên tại đây đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Họ biết rằng họ đã góp phần mang đến niềm hy vọng và niềm vui cho những bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Kính thưa quý bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn cần sự chung tay góp sức của cộng đồng để duy trì hoạt động và mang đến sự hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân ung thư hơn nữa. Mọi đóng góp dù nhỏ bé nhất cũng sẽ góp phần tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của những bệnh nhân ung thư. Xin trân trọng. Thầy, tôi là Phạm Ngọc Sơn, đến từ Kim Sơn, Ninh Bình. Trước khi vào đây thì ở bệnh viện cũng đã chuẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 4 mà cũng xạ trị gần 30 lần. Cho đến khi vào đây thì nó vẫn đang nằm ở cái giai đoạn 4 ấy. Vào đây thì vào nơi phòng khám của Cha Tường đây thì điều trị được 2 tháng. Thì thầy Thanh cho đi kiểm tra lại thì tế bào ung thư đã về âm tính. Còn cái khối u thì cũng nhỏ lại rất là nhiều rồi. Cũng nghe báo cáo với thầy là thực sự mà nói thì khi mà đã biết tin mà được âm tính thì thực sự mà nói thì cũng rất là vui mừng, bởi vì mình đã bị cái căn bệnh hiểm nghèo mà cũng đã vào cái giai đoạn nó muộn, mà điều trị ở nhà cũng 1.5 năm rồi mà nó cũng mệt mỏi, mà vào đây thì được vào nơi phòng khám của Cha đây thì được các thầy điều trị thì đến giờ này đã thấy như thế này thì chúng con rất là mừng. Gia đình cùng mọi người khi biết được tin thì cũng mừng mà cũng tạ ơn Chúa, rồi cũng tạ ơn Đức Mẹ Thánh Cả Chúa Xe, rồi cũng được Cha và các thầy phòng khám của Cha đây cũng đúng là cũng điều trị cho các bệnh nhân với chúng con thì được trở về âm tính, thì con cũng cầu mong là thôi thì trước hết là cũng cầu chúc cho các thầy ở đây mạnh khỏe, rồi cũng cố gắng để mà điều trị cho các bệnh nhân để cũng được nhiều người âm tính như con trở về với gia đình. Cũng thưa thầy là con thì khi vào đây thì cũng điều trị theo phác đồ các thầy đưa ra là ăn cháo nano, thì con cũng ăn nó vào khoảng 4 lít một ngày, chia làm 5 bữa. Sáng thì khoảng 6 giờ ăn, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ chiều và 7 giờ tối. Thì ăn uống sau 3 ngày đầu thì con thì ăn rau xanh rất là nhiều. Cộng với thuốc thảo dược thì con cũng uống theo đúng chỉ dẫn của các thầy.
Còn các cái ăn uống khác mà các thầy không cho phép là chúng con là cũng không dám ăn. Bởi vì thực tế ra bây giờ mình đang là điều trị bệnh, cố gắng điều trị để làm sao mà cũng giữ gìn để mà ăn uống và giữ cái phác đồ của các thầy, làm sao cho mọi sự nó kết quả cao nhất. Con thì sau khi về thì cái việc làm thì con chưa nói, nhưng mà con cũng sẽ tiếp tục sẽ giữ cái phác đồ này, và con có thể là sẽ giữ đủ 3 tháng tiếp theo về nhà ăn uống theo cái phác đồ này, và con cũng sẽ uống thuốc gìn giữ sức khỏe trong cái thời điểm 3 tháng tiếp theo, và sau đó rồi là đến lúc được ăn cơm rồi lúc bây giờ rồi sức khỏe nếu nó tốt hơn nữa, nó khỏe hơn nữa thì lúc bây giờ mới tính đến việc làm được thầy ạ. Còn hiện tại bây giờ thì cầu mong làm sao để là sức khỏe của mình mà mình gìn giữ được trong 3 tháng tiếp theo mà khỏe lên nữa rồi là thôi thì cũng vừa nghỉ ngơi vừa điều dưỡng, vừa ăn dưỡng. Rồi khi mà hết 3 tháng tiếp theo mà ăn cơm lúc bây giờ thì chắc chắn ăn cơm thì sẽ khỏe hơn bây giờ. Vì bây giờ con ăn cháo thì thầy bảo là ăn cháo không mấy tháng rồi, cho nên là đến lúc ăn cơm thì chắc chắn là sức khỏe nó sẽ khỏe lên. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình Ngài, để đời con đi sống chung kiên. Vì lạy Chúa đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi mến thương. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính là hạnh phúc của đời sống và luôn tình yêu.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.